thầy dạy cách quắp của các hoa hậu Việt qua đời. Ông Angio Santosa qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Mai Phương, Á hậu Kiều Loan, Kim Dương bày tỏ sự tiếc thương người thầy cách quắp. Ngày 5 tháng 10, kênh truyền hình KMSA thành viên của Philippines đưa tin chuyên gia đào tạo Angio Santosa qua đời do biến chứng của bệnh tiểu đường. Theo nguồn tin, ông Angio Santosa yên nghỉ tại Funeraria Imperial, thành phố Naga, thuộc Cebu. Ông Angio Santosa từng đến Việt Nam nhiều lần, tham gia huấn luyện cách quắp cho loạt người đẹp Việt như Hờ Henie, Hoàng Thùy, Kim Duyên, Huyền My, Kiều Loan, Lương Thùy Linh. Lần gần nhất ông có mặt tại Việt Nam là tháng 4, tại Miss World Việt Nam 2022. Một thành viên trong ban tổ chức Miss World Việt Nam chia sẻ với Vinh khi đến Việt Nam hồi tháng 4, sức khỏe của ông Angio Santosa đã yếu, phải ngồi xe lăn. Ban tổ chức nhận tin ông qua đời từ người thân vào sáng 5 tháng 10. Sau khi biết tin chuyên gia Philippines qua đời, các hoa hậu, á hậu Việt và phán sắc đẹp bày tỏ tiếc thương. Á hậu Kiều Loan chia sẻ, người thầy đào tạo cho các đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, có cả tôi nữa, vừa qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Được là học trò của thầy là một điều tuyệt vời. Hoa hậu Lương Thùy Linh tri ân người thầy đã khuất, em không nghĩ rằng đây lại là lần cuối em được gặp và ôm thầy, trò chuyện với thầy. Thầy là một huấn luyện viên tận tâm, một người bạn dễ mến và là nguồn cảm hứng cho em và rất nhiều cô gái khác. Á hậu Huyền My cho biết cô bàng hoàng khi nghe tin buồn. Với cảm nhận của á hậu Kim Duyên, Angio Santosa cũng là người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến những cô gái trẻ mong muốn theo đuổi ước mơ. Kim Duyên cảm thấy may mắn khi được chuyên gia Philippines hướng dẫn trên hành trình thi nhan sắc. Angio Santosa là chuyên gia về trình diễn sân khấu, người đã sáng lập ra trung tâm đào tạo người mẫu và hoa hậu nổi tiếng Modelo Bicolano tại Philippines. Ông cũng là đạo diễn cắt quát của nhiều chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp trong nước. Ông Santosa từng hướng dẫn Á hậu Hoàng Vũ 2010 Venus Classy và Á hậu Hoàng Vũ 2011 Samsi Sắp Sắp.